bây giờ mình đề cập đến một số cái bệnh lý hiếm nữa ở ngay vùng cảnh, đó là bướu thệ cảnh. Cái thệ cảnh nó nằm ngay cái lớp ngoại mạc, ngay chỗ chia đôi động mạch cảnh, nó rất là giàu tưới máu. Thành ra bướu mà không giàu tưới máu thì không gọi là bướu thệ cảnh. Rồi 10% có yếu tố gia đình, 10% bị hai bên và 10% ác tính. Và bướu nó gây biến dạng kiểu yên ngựa và nó có thể bao quanh mạch máu, và sinh thiết chẩn đoán được khuyến cáo là không nên làm, bởi vì bướu này nó giàu tưới máu. Như vậy thì các anh chị thấy cái động mạch cảnh nó chia chia đôi như vậy, thì cái bướu nó nằm đây là nó ngồi đây là giống như mình ngồi trên yên ngựa, cho nên nó gây là biến dạng kiểu yên ngựa. Rồi như vậy thì đây là cái bướu thệ cảnh. Và cái tiếp một á, là nó bướu nhỏ nó nằm ngay chỗ chia đôi. Cái tiếp hai á, là nó bắt đầu làm biến dạng kiểu yên ngựa. Và cái tiếp ba á, là nó bao quanh mạch máu. Thì đây trên hình cắt ngang mình hình dung là bướu nó ôm lấy cái mạch máu và dây thần kinh luôn. Rồi đây là phân loại của sampling. Đây là một trường hợp bệnh nhân này 55 tuổi, và bệnh nhân này là người nước ngoài, được một cái phòng khám đưa vô và đề nghị ở trong tôi, tại vì trong tôi làm rất là mạnh những cái can thiệp, thì trong đó là những cái mà tôi hay làm là sinh thiết, FNA và dẫn lưu. Thì bệnh nhân này được một phòng khám nước ngoài để đưa qua bệnh viện tôi để tôi làm và FNA, cái chẩn đoán là hạch cổ. Một bác sĩ bên ngoài chẩn đoán là cái hạch cổ. Tôi qua tôi về tôi làm thì tôi nói cái này không phải là cái hạch cổ mà là cái gì các anh chị, đây là bướu thệ cảnh. Đây các anh chị thấy rằng là đây là cảnh ngoài, đây cảnh trong nè, cái bướu nó nằm nó làm cái hai mạch máu này tràn hạn ra, hình dung ra không? Như vậy là mình nghĩ đến bướu thệ cảnh. Mà bướu thệ cảnh thì có sinh thiết không? Không sinh thiết. Rồi như vậy thì đó, tôi làm đốp lên màu thì cái gì thấy nó tăng tới máu ở cái bướu thệ cảnh chưa? Rồi như vậy đây là một cái bướu thệ cảnh đó, trên lá cắt dọc đây, cái bướu đây nó làm biến dạng kiểu yên ngựa đây. Cái gì thấy tôi quét khi mà tôi dịch chuyển đầu dò thì thấy được cái bướu trên lá cắt dọc đây, thấy chưa? Rồi mình làm gì nữa, mình cho làm CT để mà xác định lại. Nhưng mà trên bên phải bệnh nhân này á, tôi cũng nghi ngờ nó có một cái cục rất là nhỏ ở cái chỗ chặt chia của cạnh trong cạnh ngoài bên phải nữa. Đó, ngay chỗ này, ngay vị trí này. Nghi ngờ có một cục nhỏ ở đây nữa, bởi vì lưu ý là nó có thể có hai bên. Rồi tôi cho làm CTA. Làm CTA thì cái gì thấy là ở bên trái nè, cái bướu này nè, nó tăng tới máu nè, thấy chưa? Đó, nó là tiếp 2, nó bắt đầu ôm lấy cái mạch máu này rồi. Đây là một cái cạnh trong, cái cạnh ngoài. Và trên dựng hình lại thì cái gì thấy đây là cái bướu ở bên trái đây, và đây là cái bướu ở bên phải đây, nó chút xíu đây, thấy không? Đó. Rồi một trường hợp khác mà cũng rất là nói trên là cái lỗi của bác sĩ siêu âm mình, tức là bệnh nhân cho làm SAT, tức là siêu âm động mạch cảnh, một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần, sáu lần, bảy lần. 7 lần làm mà không ai phát hiện ra nó có một cái cục. Trong 7 lần làm nó có một lần tôi làm. Còn 6 lần khác là các bác sĩ khác làm. 7 bác sĩ đều không thấy nó có một cục. Có đến một ngày cái bác sĩ lâm sàng mới nói là nghi ngờ có bướu vào cổ phải, cho xuống làm siêu âm thì mới phát hiện ra có một cục. Thấy chưa? Đó, tức là nó có một cái dở của anh em mình đó, là khi người ta cho đưa cái gì đó, mình cắm cúi vào nhìn đúng cái đó thôi, mình không nhìn ra xung quanh. Và không nhìn ra xung quanh là mình bị trật. Đó, trong trong cái ca này là có tôi luôn, thấy chưa? 7 lần làm thì tôi bị 1 lần, còn 6 lần khác các người khác làm. Rồi thế thì bây giờ cái bướu này thì rõ ràng là với cái bướu này là đi đây là lát cắt ngang đây, thì cái động mạch cạnh trong đây, động mạch cạnh ngoài đây thì nó không tràn hạn ra lắm, nó hơi hơi bè ra. Và đây là cái cạnh, đây là cạnh cạnh trong đây, rồi đây là tĩnh mạch, đây là cái internal jugular vein, tức là tĩnh mạch cổ trong đây. Nhưng mình làm nốt ra thì cái này nó không có dầu tưới máu đó. Như vậy thì mình đặt ra dấu hỏi, đây có phải là bướu thệ cảnh hay không, hay là một cái gì khác đó. Và cái này thì có vẻ đây nó giống như một cái đuôi xuống phía dưới đó, thì cho làm CTA lại thì mình thấy nó không có dầu tưới máu. Như vậy nó không phải là bướu thệ cảnh, và như vậy thì nó không có làm biến dạng kiểu ngựa, nó chỉ đẩy hai cái mạch máu này thôi. Và cuối cùng quyết định sinh thiết rồi coi nó ra là cái gì đó. Thì trên một cái bệnh nhân này vô viện vì có một cái stroke, thì trên một cái cộng hưởng từ đó, mà cái này là làm cho cái não, nhưng mà mình trên não mình hay làm một cái lát cắt gọi là sa cúp le. Trên cái sa cúp le thì mình thấy nó có một cái tổn thương ở cổ bên phải đó,
Và như vậy thì trên siêu âm như này, sinh thiết ra nó là một cái schwannoma, đó là một cái bướu thần kinh ở ngay cái vùng cổ này. Như vậy thì các anh chị thấy không? Như vậy là làm cái cổ thì tóm lại là mình sẽ thấy những cái gì? Thứ nhất là có bệnh lý ở mạch máu hay không? Đấy không? Thứ hai là đừng quên coi cái tuyến giáp, khi mà nó bị cường giáp thì nó sẽ tăng cái vận tốc. Thứ ba là coi có bướu thể cảnh hay không. Thứ tư là coi chừng là cái bướu thần kinh nữa. À, ngoài ra cái những cái tổn thương ở tuyến giáp thì mình biết rồi, mình nói là bài riêng. Rồi.